thấy kệ, lệnh phải thi hành. Cũng may là nhờ màn đêm nên binh lính không thấy mặt tôi đang căng thẳng xen lẫn e dè. Đến gần điểm xuất phát, tôi chỉ hướng mục tiêu rồi dặn dò mọi người lần chót. Theo lệnh, anh em lông khom nhẹ nhàng vụt chạy vụt bò, cố không gây tiếng động. Cả toán kích đang sát gần khu nhà ngói, nhẹ nhàng bò trường sát thêm với không gian yên tĩnh, đã nghe được tiếng lách cách của tiếng vũ khí loáng thoáng va chạm bên trong. Tôi ghé sát tai trung sĩ Tường. Mày dẫn hai đứa bọc chặn hướng sau vườn, chờ ở đó, để thằng Bính và mấy anh em ở đây với tao. Cho mày vài phút tao sẽ khai quả. Mẹ, làm sớm nghỉ sớm, anh em mệt suốt cả rồi. Chờ bóng Tường và hai chiến binh biến sâu khuất sau căn nhà ngói, Bình Nhất Phú theo lệnh Dương M72 bóp cò phang ngay vào cánh cửa gỗ. Trong đêm đen, viên đạn phụt nhoáng lửa nổ vang rền. Tôi cùng toán khinh binh súng cầm tay yểm trợ lẫn nhau, nhảy tốc vào căn nhà, theo lỗ cửa vừa được viên đạn M72 phá mở rộng. Bính chạy trước bồi thêm lựu đạn. Trong tiếng nổ chát chúa có xen lẫn tiếng thất thanh rồi rên rỉ của địch cùng một tràng AK bắn hoảng loạn về hướng cửa. Chúng tôi ùa vào và đã làm chủ căn nhà trống. Xác hai tên Việt Cộng phơi mình dưới ánh đèn pin chiếu lục soát. Tên địch vừa bắn tràng AK đã trốn biến qua cửa sau. Bỗng phía sau vườn có tiếng XC-16 nổ giòn. Tôi biết là toán trung sĩ Tường đã phát hiện tên địch tháo chạy, lại thêm một tràng đạn của toán khinh binh trực xa vườn, rồi tất cả im lặng. Không gian trở lại yên tĩnh như cách đây không đầy 5 phút. Lục soát, toán kích chúng tôi đã tiêu diệt gọn 3 tên giặc chốt tại căn nhà ngói, 2 trong nhà, 1 tên chết ở vườn sau. Xong việc, mọi việc cứ để đấy. Tôi cho anh em phân tán bố trí làm 3 hướng, rồi báo cáo về với Bắc Bình. Giọng anh rất là vui. Thôi, tốt rồi, cứ tạm ở yên đó. Mày cho một thằng con lên trám tại đó làm bánh đạp cho ngày mai. Nhớ cho đứa nào khá khá rồi nghỉ ngơi canh gác cẩn thận. Tôi gọi chủng ý Lập dẫn trung đội 2 lên trám mục tiêu. Ngày mai từ điểm này sẽ dùng trung đội của Lập cùng tổ khinh binh của Tường làm nỗ lực chính bung rộng tìm địch. 2 giờ sáng, tôi dẫn toán đột kích về đại đội ở ngôi chùa. Châm điếu thuốc nằm vật xuống tấm phong xô, trải trên đất uống người cho thư giãn. Tôi nghe mùi cấp tăng tỏa nhẹ, thơm ngào ngạt xen lẫn khen khét mùi thuốc súng và bụi đất. Chưa kịp vứt mẩu thuốc cháy, tôi đã đi vào giấc ngủ mê mệt. Tôi giật thoát người tỉnh giấc khi Toàn ấn chiếc combine vào tay. Đích thân, thiếu tá tiểu đoàn thoát gặp. Mới 5 giờ rưỡi sáng, trời còn tối, nghe lác đác có tiếng súng quanh quẩn đâu đây, chắc là đại đội bạn đang chạm. Tôi đáp nghe đích thân. Anh dặn tôi cho con cái ăn lót dạ sớm rồi sẵn sàng, anh sẽ đến chỗ chúng tôi lúc hừng sáng. Khi ánh ban mai vừa tỏ, tôi đón bàn chỉ huy nhẹ của tiểu đoàn phó, có thêm viên đại úy cố vấn vác trên vai cây súng M90. Thiếu tá Bảo khoanh bút mở trên bản đồ, anh chỉ cho tôi các mục tiêu cần tiến chiếm ngay trong ngày, rồi nói: Sơn Thủy, dặn phải clear thật rộng hôm nay, và mày vẫn tạm thời xử lý đại đội. Rõ. Hình như giấc ngủ mê mệt thiếp đêm qua khiến tôi thấy cay cay trong mắt, và với giọng nói khản đặc: Bao giờ mới được bổ sung quân thiếu tá? Đại đội hao hụt nhiều quá. Sớm lắm là chiều nay, kệ, còn bao nhiêu, làm bấy nhiêu. Tôi điều động từng trung đội còn ít ỏi quân số tiến chiếm từng khu vực, từng căn nhà. Đang thông dong đi trước, thiếu tá Bảo trên con đường đất nhỏ giữa 2 trung đội 2 và 3 bung rộng hai bên. Bỗng từ những dãy nhà gạch đạn địch phang vào đội hình tiến quân như pháo Tết. Tất cả khựng lại vài giây, rồi dò dẫm tìm cách tiến. Qua bên kia, mày qua lên, nằm lên, nó nổ bây giờ, nằm xuống đây, ngồi bên đây, chạy bên đây. Tôi nấp trong căn nhà trống từ khung cửa sổ nhìn qua con đường nhỏ. Địch đang từ những căn nhà kiên cố phía trước phát xạ phủ đầu. Binh sĩ thuộc M72 phá cửa sắt nhưng vô hiệu. Viên đại úy cố vấn trao cho tôi cây M90 và chỉ cách tác xạ. Anh ta gắn đạn, tôi vác súng lên vai, quay lại kiểm soát tầm phục hậu phía sau, rồi nhắm thẳng vào tấm cửa sắt căn nhà trước mặt bóp cò. Một tiếng nổ oanh vang dội in tai. Súng phụt hậu hất tung mớ trên ảnh treo trên vách tường phía sau vỡ loãng xoảng, thổi giạt bàn ghế. Trong khoảng khắc súng địch tắt tiếng, tôi gọi máy cho chuẩn ý Lập dàn hàng ngang phóng tới tấp M79 vào lỗ cửa vừa được phá mở, rồi anh em tràn lên đánh lựu đạn chiếm xong căn nhà địch đóng, bung rộng thêm 2 phía trái phải. Địch sau một hồi cầm cự yếu ớt, đại đội 93 đã làm chủ tình hình một vùng. Chưa đủ, tôi tiếp tục cho các trung đội bung rộng thêm nhiều nữa, cho đến lúc mặt trời đứng bóng, toàn thể đại đội mới tạm dừng quân bố trí nghỉ ngơi và thu dọn chiến lợi phẩm. Đến bên tôi, thiếu tá Bảo lộ nét vui. Này, khá lắm, tạm thời mày cho đại đội canh gác và nghỉ ngơi lấy sức đi. Bây giờ thì tao phải đến chỗ thằng Tư. Miệng nói, chân anh rảo bước về hướng đại đội 94 của Trung úy Tâm.
đang có tiếng súng hai bên giao tranh. Đang phất phơ dạo quanh tuyến phòng thủ, bỗng từ hướng sau có bóng một trung úy bộ binh tiến đến gần, vừa thở vừa tự giới thiệu. Dạ thiếu quý, tôi là Trung úy Thu. Dạ chào Trung úy. Anh chỉ tay về phía trước nơi có đặt một tổ gác của trung đội 2. Nhà của tôi đó, căn nhà có cái giường rộng trước mặt. Thiếu quý thấy đó, tôi nghe tin các anh nhảy dù đã đến đây. Tôi vội ra chạy đến đây để thăm và coi ra sao. Tôi muốn về coi con nai ăn, bỏ đi mấy bữa không biết nó ra sao nữa. Ngay lúc đó thì tôi chưa biết anh ta là Nguyễn Thanh Thu, người nghệ sĩ điêu khắc tài hoa. Tôi cũng gật đầu. À, để tôi dẫn Trung úy về nhà nhé. Đến nơi thì anh mời tôi vào. Căn nhà chưa suy xuyển, chỉ riêng con nai đã trúng đạn chết nằm chỏng bốn vó trong vườn. Anh đem những bức tranh và những tượng nhỏ khoe với tôi. À, may quá thiếu quý à. Tôi không có tiếc căn nhà này. Tôi chỉ sợ những cái món này bị hư hỏng. Tôi được nhìn bức tượng mẫu thương tiếc thật nhỏ, được ngắm bức ảnh trắng đen tấm thẻ bài và một số hình chụp đen trắng khác. Anh ở với tôi đến chiều rồi mới rời khỏi nhà đem theo một số tượng và hình ảnh. Đúng như thiếu tá Bảo nói buổi sáng, chiều nay chúng tôi được bổ sung quân số gồm có một số binh lính đại đội vừa trở về hậu cứ cùng tân binh. Trong toán bổ sung, Hà Sĩ Khinh cũng có mặt. Nó chào tôi rồi nhắc đến Trung úy Tèo mà trong mắt có nước. Tôi thấy Thương cũng bỏ qua cái chuyện nó vắng mặt hôm trước. Đêm đó, đại đội 93 được lệnh đóng quân tại chỗ. Sáng hôm sau, Trung úy Nguyễn Tống Hiến đến nhận chức vụ đại đội trưởng. Tôi thật là mừng không ngờ lại gặp anh Hiến khóa 20 Đà Lạt. Siết chặt tay anh, tôi cười thật lâu, thật vừa ý. Cảm giác đầu tiên tôi thấy yên lòng và nhẹ gánh trách nhiệm. Tuần trước, sau 4 ngày phép của thiếu tá Bảo cấp cho hôm về trình diện tiểu đoàn, hình như là đất trời ghen tuông nên thời gian trôi nhanh hơn thường lệ. Buổi sáng chia tay, tôi mang niềm vui về đơn vị mới, xen lẫn nỗi buồn dầu khoảng cách từ nhà con bé đến hậu cứ tiểu đoàn 9 không xa. Đang bước đi trên lối mòn trải đá về hướng đại đội 93, bỗng có tiếng reo vui gọi tên tôi thật là lớn. Ngước mắt theo tiếng gọi, thấy anh Hiến đang thò đầu ra ngoài cửa xe GMC, đưa tay ngoắc ngoắc cười rạng rỡ. Về đây rồi hả? Về rồi hả? Hồi nào về bảo? Hay quá, chút nữa gặp nhau nha. Anh Hiến vừa theo tiểu đoàn từ trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp về lại hậu cứ. Tôi quý mến anh từ ngày cùng trong trường. Chúng tôi cùng ở chung một đại đội, tuy khác khóa, và anh cũng là sinh viên sĩ quan cán bộ trung đội trưởng đợt 1 của tôi, thời kỳ tân khoa sinh. Dáng anh tầm thước, nhưng có bề ngang biểu hiện cho bản tánh chịu đựng, đôn hậu, bộc trực. Ngày ra trường, anh về thẳng tiểu đoàn 9, ngót 3 năm chiến trận. Nay mới có dịp được nắm đại đội tác chiến, bảo sao anh không mừng và vừa ý. Nhìn anh ít ai ngờ trong anh, ẩn tàng nghệ sĩ tính, cây guitar ôm trong lòng. Anh thông dong dạo đàn, mắt ngước nhìn một vòng người ngồi vây quanh, rồi nhắm mắt cất giọng ca. Anh đã khiến ảo và thực hòa chung nhập một. Dù không chuyên nghiệp, nhưng dáng dấp cùng lối trình bày say đắm của anh dễ ru hồn người vào chung niềm rung động của những bản nhạc thời tiền chiến. Bây giờ thì anh đang đứng đây chăm chú nghe tôi lược thuật diễn tiến sau hơn 2 ngày, đại đội 93 vào vùng, những chiến thắng và những mất mát. Trước khi dứt, tôi nói thêm một câu ngớ ngẩn. Tôi chẳng ngờ quả lực chúng nó mạnh quá. Ngay ngày đầu, trung đội 1 của tôi thiệt hại gần hết. Tôi đã thấy hoảng hồn và nản quá. Bảo, đừng có nói như vậy. Nói với tôi thì được, lỡ cấp trên hay là ai khác nghe được thì họ sẽ nghĩ anh ra sao? Không có lợi đâu. Hình như tôi còn bị ám ảnh bởi những người đồng đội mới chết quanh mình. Tôi buông thõng. Gặp anh tôi chỉ nói với anh thôi, tôi đâu có thèm nói với ai. Dứt câu, tôi quay ra về tuyến trung đội 1. Nhưng chỉ sau đúng 2 ngày cầm quân ngắn ngủi, trong lúc khí thế chiến đấu của đại đội 93 đang bừng bừng bốc lửa, thì Trung úy Hiến bị thay thế. Người thấy anh tại mặt trận giữa lúc khói súng còn cay mắt cả một vùng đại đội vừa kiểm soát, đó là Trung úy Trần Duy Phước. Anh Hiến bàn giao vội vàng, nhìn tôi vẫy tay chào, rồi vội vã quay lưng bước đi không nhìn lại. Hơn ai hết, tôi biết anh đang buồn. Vừa cầm đại đội 2 ngày đành buông trả chẳng do một lỗi lầm nhỏ nào. Nhất định là anh phải buồn, và nhất định anh biết tại sao. Đại đội trưởng Trần Duy Phước dáng trắng trẻo cao lớn, nói giọng miền Trung pha Sài Gòn. Câu đầu tiên anh vừa hỏi tôi, vừa gỡ chiếc mũ sắt trao cho hạ sĩ Nhất Cai cận vệ. Anh Bảo à, cho tôi biết tổng quát tinh thần chiến đấu của đại đội và tình hình của địch. Tôi trả lời khái quát những điều anh cần biết. Tôi ở lữ đoàn về đây hy vọng là anh làm việc với các đại đội trưởng trước ra sao á, thì đối với tôi cũng vậy nha. Danh hiệu truyền tin của tôi Phước Thịnh, anh thông báo cho các trung đội giùm tôi. Anh chìa bao thuốc mời tôi rồi nói tiếp.
Trung đội 3 sẽ có thiếu úy Quý về bổ sung ngay tối nay. Tôi hỏi thật anh thấy khả năng của địch thế nào? Trình Trung Quý, đại đội 93 mấy ngày qua dù thiệt hại nhiều nhưng đã làm được việc dọn quanh vùng trên chỉ định. Tôi nghĩ địch đang bị ta dồn chặt, chú chỉ còn có cách hoặc phản công, hoặc cố thủ, hoặc luồn rút. Tôi cũng có cái ý nghĩ như là anh nói. Thôi tối rồi, anh có thể về trung đội, có lệnh gì á chúng ta sẽ vào máy làm việc nha. Dạ. Tôi chào anh trở về tuyến trong màn đêm lập lòe chớp sáng của những đám cháy từ suốt chiều chưa tắt hẳn. Về đến trung đội 1, tôi gọi máy cho các trung đội trưởng về những điều Trung úy Phước dặn. Kiểm soát một vòng tuyến phòng thủ xong, tôi ngoắc Hòa Sĩ Nay sách súng đi theo. Men theo tuyến đại đội đóng rồi bẻ trái bắt lượt hướng ra ngã ba Ngô Tùng Châu, Hoàng Hoa Thám. Đến ngã ba thấy xe cứu thương với binh lính bộ chỉ huy tiểu đoàn còn tất bật làm việc dưới ánh đèn đường và đèn xe mênh mông, vàng vọt trộn lẫn với tiếng máy xe nổ và tiếng truyền tin làm việc. Thương binh của các đại đội giờ phút này vẫn còn khiêng ra chưa hết. Tôi lưỡng lự vài giây rồi nhất quyết rảo bước về hướng con hẻm có gốc cây sao như có điều gì thôi thúc, không cưỡng được. Đến đầu ngõ, nhìn trước nhìn sau, tôi phóng một mạch đến trước căn nhà đang ngợp hy vọng còn bé cõi đó. Thấp thoáng phía sau nhà có ánh đèn, tôi mừng rỡ gọi nhỏ, nghe có tiếng chân chạy vội vàng đến, cánh cửa mở tung, xen lẫn âm thanh, hơi thở dồn dập. Chưa thấy mặt tôi đã bị quấn chặt quanh người. Sau phút định thần, không phải cơn mơ trộn lẫn nức nở. Con bé nghẹn ngào rồi bảo tôi là anh có sao hay không hả? Đưa tay gỡ vòng quấn con bé, tôi cười to. Rồi sau đó cùng với con bé vào nhà. Ăn cơm ở nhà con bé xong, đến đầu ngõ, vào giây phút chia tay tôi bệnh rịnh lẫn nỗi lo âu. Đã hơn một tiếng đồng hồ trốn bỏ đơn vị, trong chiến tranh chớp nhoáng biết điều gì có thể bất chợt xảy ra mà lường. Tôi hôn thật nhanh rồi gỡ nhẹ đôi tay quay đi với câu hẹn là anh sẽ nhớ. Tôi nói để có nói mà không hiểu là mình nói nhớ là nhớ nàng, hay là nhớ nàng giữ gìn, hay nhớ về thăm. Giờ phút này tôi đã biết thật lo về điều vừa bỏ đơn vị. Trong những bước thật nhanh thật vội, tôi vẫn kèm tặc lưỡi. Mặc để đến đổi ít giây phút vừa qua, hậu quả có ra sao thì cũng bằng lòng. Len lỏi về đến gần tuyến trung đội, hình như tôi bước nhanh hơn một tiếng đồng hồ trước đây rời tuyến. Binh Nhất Chung vác máy chạy đến đón tôi cuốn quýt rồi. Trung úy đại đội trưởng, gọi thiếu úy nhiều rồi. Tôi vội vàng bấm ống liên hợp gọi. Giọng anh Phước có vẻ gắt gỏng. Báo cáo đích thân, tôi đi quanh tuyến đóng quân. Anh nói gì mà lạ, tôi hỏi các trung đội có ai thấy anh từ hồi nào đâu. Anh còn muốn nói cái gì nữa hay không? Thôi, tôi không muốn xét nét nữa, anh thêm mất công nói lòng vòng. Nhưng mà anh bảo nè, lần này thôi nha. Tôi nhận rõ đích thân. Buông ống liên hợp thở phào nhẹ nhõm, thay kệ. Tôi không thèm nghĩ gì thêm về điều Trung úy Phước vừa bắt đầu lưu ý. Tôi rất cần ngã người trên võng đu đưa ngay để sống lại những giây phút gặp gỡ vừa qua. Còn như thế ấm trên môi, má và tưởng chừng như cả người tôi có phủ một rừng hương. Tôi thiếp mê đi trong cơn ngủ dịu dàng. Giật mình thức giấc khi trời còn chưa sáng nhưng rõ chán. Cả đêm qua chẳng có giấc mơ gì vừa ý. Vừa hừng sáng tiếng Trung úy Phước gọi bốn trung đội trưởng lên máy. 1-2-3-4, 1-2-3-4, đây Phước Thịnh, vị trí chúng ta sẽ giao cho bộ binh 8 chỗ. Tất cả sẵn sàng đợi lệnh tôi, tiếp tục mở rộng về hướng trước. Đó. Lại suốt một ngày quần quật đến gần tối, cả đại đội phờ phạc trùng giảng với sự chống trả cuồng điên của địch. Chiến quả có được nhưng đánh đổi bằng một số thiệt hại không nhỏ. Lại có một đêm nằm giữa sau lưng là bạn bộ binh trấn giữ, và phía trước là địch còn cầm cự cố thủ. Tôi mặc kệ, vẫn đốt thuốc nhả lên trời để hồn theo khói bay mơ chuyện đâu đâu, dù em không quên lời Trung úy Phước dặn dò buổi chiều. Ngày mai chúng ta cố gắng tắp đi cú chót, nhất định là sẽ phải clear sạch vùng trách nhiệm bằng được. Các anh dặn con cái cố gắng để dân chúng sớm trở về. Sáng hôm sau, cả đại đội sắp sửa vượt tuyến xuất phát để tiến về phía trước. Bỗng tôi nghe đại đội trưởng Phước gọi giật giọng trong máy. 1-2-3-4, tất cả dừng lại vị trí chờ. Khi nào có quân bạn tám chỗ thì lần lượt kéo về phía sau chờ lệnh. Đó. Tôi bần thần lệnh gì đây? Sao lại trám chỗ? Sao lại kéo về phía sau? Chẳng phải tôi mà cả đại đội băn khoăn chờ đợi. Xế chiều, cả tiểu đoàn 9 được lệnh di chuyển bằng GMC về trại Lê Văn Duyệt ứng chiến cho biệt khu thủ đô. Sĩ quan binh lính tiểu đoàn ai ai cũng bần thần với lệnh rời vùng hành quân cấp thời. Bao thiệt hại để công tác sắp hoàn tất thì bị bắt rời vùng.
tôi nghe lởm bởm các sĩ quan chỉ huy bực dọc. Kỳ cục hết sức vậy ta. Sắp hốt họ bảo vậy. Tổ nó rồi, tổ cha nó ngắm mấy kiểu gì kỳ cục thiệt á. Kỳ cục. Tôi thì ngoại lệ với cái sự phẫn nộ đó. Tôi chả thiết tha lắm với miếng mồi vượt khỏi tay. Chỉ duy một điều tôi tiếc, không còn dịp lén trốn đến căn nhà sát nách vùng hành quân. 11 giờ đêm, xuống xe tại trại Lê Văn Duyệt, sắp xếp xong vị trí nghỉ ngơi cho đơn vị. Nè, tụi bay, vô, đừng có leo mà trốn đi chơi nghe chưa, về nghỉ ngơi đó nghe chưa, qua bên kia, vô ngủ liền đi. Giây phút này, tôi đã thật sự xa vùng, khi đến không biết lúc đi chẳng hay. Tôi đã ở đây mà con bé còn tưởng tôi đang gần đâu đó để mong, để đợi. Vừa nhát thấy Trung úy Phước ngồi với Thiếu tá Bảo và Trung úy Tâm ở bàn cuối phòng, tôi định tránh mặt quay đi, bỗng tiếng anh Phước gọi lớn. Anh Bảo, lại đây. Chẳng cách nào hơn tôi bước đến kéo ghế ngồi ngại ngùng. Trung úy Phước vui vẻ. Nè, ha, cha nội, uống bia nha. Tôi gật đầu dạ, hớp ngụm 33 sủi bọt, dòng mát lạnh chạy trong người đến dễ chịu, khoan khoái. Tôi thật sự muốn duỗi đôi chân để ngã hẳn người trên ghế, nhưng ngại là khó coi trước các cấp chỉ huy nên đành thôi. Quay qua Trung úy Phước. Trung úy, mình ở đây đêm nay rồi sẽ đi đâu? Chưa có lệnh chi, cứ nghĩ được lúc nào á thì biết lúc đó đi. Thiếu tá Bảo đặt ly xuống bàn nhìn thẳng tôi. Này, mày khá lắm đấy Bảo à. Dạ. Cứu đầu làm anh như vậy á là tốt lắm rồi. Theo thằng Phước mà học tay nghề đi. Tôi gật đầu đáp dạ trong ý nghĩ vui vui. Như vậy Trung úy Phước giấu không nói với ai vụ tôi bỏ đơn vị đêm hôm kia. Cho nên Thiếu tá Bảo mới cười nói vui vẻ như vậy. Được quá, anh Phước đã chơi kể cả với tôi. Tôi sẽ đáp ứng với anh ngày nào còn ở chung đơn vị. Quả nhiên, hơn một năm rưỡi làm trung đội trưởng cho anh, để cùng anh lăn lộn bao nhiêu trận chiến, từ ven đô cho đến đất Tây Ninh, với những ven nem, Long Giàng, Long Hoa, Bời Lời, Bến Sỏi, Bến Gò Nổi, Cạch Tung. Lúc anh có mặt, cũng như lúc anh bị thương về bệnh viện Đỗ Vinh, tôi hết lòng lo cho đơn vị, cho dù đôi khi có lúc không tránh được đụng chạm xích mích giữa hai người vì quá căng thẳng trong giao chiến. Đôi lúc cảm tưởng anh vắt tôi như muối chanh, nhưng không hề bỏ vỏ. Nhiệm vụ tôi lúc nào cũng cầm trung đội dẫn đầu đại đội, và phần tôi suốt năm suốt tháng chỉ đi sau hai kinh binh, một cầm dao phát quang và một cầm súng yểm trợ. Cứ liên tục như vậy cho đến duy nhất chỉ một trận cuối cùng trong đời lính của anh. Chỉ có trận đó, anh không giao cho tôi dẫn đầu đại đội. Sau Mậu Thân đợt 2, từ tháng 7 năm 68, tiểu đoàn 9 mở đầu bước thăng trầm bằng cuộc hành quân vùng ven đô. Đại đội 93 đóng dọc theo bờ sông An Sơn. Đại đội phân tán mỏng, trung đội phân tán mỏng, và hàng đêm, khi bóng tối về, từng tổ tam tam ba người ẩn nấp suốt đêm để phục kích hoặc chặn bắt du kích. Một buổi sáng, Trung úy Phước dẫn hai trung đội 1 và 2 vượt sông An Sơn bằng xuồng máy đổ quân ngay bên kia bờ. Nhìn quanh chỉ toàn cỏ đước xen lẫn lác đác những dẻo đất nhỏ, mênh mông rừng cỏ ngập nước. Tôi dẫn trung đội 1 mò mẫm theo dấu chân du kích tìm tòi lục soát. Bỗng có tiếng binh Nhất Phú đi đầu phát hiện. Ê kìa kìa, à, tụi nó mới ỉa ở đây kìa. Trời ơi, cứ có còn mới toan hà. Tôi bước lên, thúi quá trời. Chỉ trên mẫm đất cô. Quả nhiên đúng như điều Phú nói. Nhưng sao tầm quan sát thật rộng chẳng phát hiện điều gì. Tôi chợt nghĩ ra. Tất cả tụi bay gắn lưỡi lê lên đầu súng, dàn hàng ngang, lục soát xâm vào chỗ khả nghi. Dạ. Ê, có thể chúng nó có hầm đấy. Dạ, lên, mở lên. Cả trung đội bị bõm trên đồng cỏ ngập nước. Bỗng nhát thấy một bóng đen vụt chạy xa rồi thêm hai bóng nữa. Khi binh phát xạ, mục tiêu di động. Bắn tụi nó kìa. Được. Nhưng binh gục ngã xuống. Ba tên du kích hàng đêm về quấy rối đã đền tội. Trung úy Phước cho lệnh lô xác kèm ba cây AK-47 về bên kia bờ. Ba xác chết chỉ mặc độc xà lỏng đen nằm trên xuồng xanh tái, không một người dám nhận diện. Quá trưa, anh Phước cho lệnh đào lỗ chôn cất cẩn thận. Chiều hôm sau, Thiếu tá Bảo tiểu đoàn phó ghé đại đội dặn dò. Không ai nhận thân nhân thay kệ nó. Hẳn cứ biết đây là vùng sôi động, mới thịt được ba thằng chưa hết đâu. Nếu mà hết thì sao nó còn rót 122 ly vào thành phố đêm qua. Mẹ! Dân thành phố ngủ kỹ, bây giờ được bữa hoảng. Phước, ngày mai mày cho các trung đội bung rộng thêm cho tao nghe. Theo cái tọa đồ này, phải tìm nguồn đạn, chúng nó chôn giấu ở đâu mà sẵn thế. Đó. Anh Phước già nhận lệnh. Quá nửa đêm tôi mới rời lều anh Phước trở về trung đội. Men theo những bờ mẫu tôi bước thấp bước cao đi trong đêm dày đặc, lẫn tiếng ẩn ương côn trùng râm ran trên những cánh đồng chia ô nhỏ méo mó ngập nước vì chưa đến ngày cắm mạ. Hồi chiều,
Lúc nhá nhem tối, thằng Toàn hiệu thính viên của anh Phước gọi máy mời tôi lên gặp Phước Thịnh như thông lệ. Tôi cầm theo bản đồ đến ban chỉ huy đại đội nhận lệnh. Vừa thấy mặt tôi, anh ngoắc tay rồi cười. Nè, có lệnh gì mới đâu anh Bảo, ngày mai cứ thế mà làm. Bị có chai rượu cho nên tôi gọi lên lai lai chơi cho đỡ buồn đó mà. Nè, uống đi hả? Okay. Nếu chỉ có chai rượu thì tôi đâu trở về lúc đã quá nửa đêm. Chỉ vì cùng anh Phước theo dõi máy giữa ban ba tiểu đoàn và Trung úy Hiến, đại đội trưởng 92 mới về nhậm chức, vừa được trực thăng vận vào vùng xa hồi chiều đang chạm địch, có nổ súng. Địch đã chết hai đứa, phía ta bị thương nhẹ. Hiện giờ thì đại đội anh đang ở cách đây hơn 5 cây số. Thế là anh Hiến đã trở ra nắm đại đội lần thứ hai sau lần đầu tiên 2 ngày ngắn ngủi và mồ thân. Lòng mong đợi của anh cuối cùng đã toại nguyện. Coi chừng từ đây chỉ có lính mệt nghỉ vì anh phải cố làm chuyện để đời. Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên cao, trung đội 1 của tôi dàn rộng lục soát theo tọa độ hết cánh đồng này sang cánh đồng khác. Đang đi dưới nắng chói chang lập lờ dưới chân ánh nước, bỗng tôi thấy một vật hình trụ màu đen ló nghiêng trên mặt nước ruộng. Quay lại nhìn Chung vác máy phía sau. Chung à? Dạ. Mày dầm coi, có cục gì đen như cái tô nổi trên mặt nước vậy? Để em coi nha. Ê mà mày tránh ra con mày. Cái gì lạ quá vậy ta? Tôi gọi toán khuynh binh quay lại cho dừng bố trí theo lệnh. Hạ sĩ Nguyên nhảy xuống ruộng nơi nước lút đầu, chỗ thì ngang ngực ngang bụng, một thoáng thì nó lôi y ạch lên bờ trong tiếng reo của đồng đội. Thiếu úy, chắc là 122 ly đó. Đúng vậy, 122 ly rồi. Khui ra coi. Quả tỉ 122 ly mới toanh nằm trong hộp giấy dầu đen hình trụ đang sáng trưng giữa ban ngày. Quả đạn chỉ cần gác chéo 2 ống tre thụt vào thành phố ban đêm là dân Sài Gòn khỏi ngủ như thiếu tá Bảo mới nói hôm qua. Tôi bấm máy gọi Phước Thịnh. Giọng anh Phước reo trong máy. Trung đội cởi áo quần mò sâu khắp thửa ruộng. Từng ống hình trụ đựng hỏa tiễn 122 ly, từng cái AK-47 trong bao giấy sáp xen lẫn những cây thượng liên quấn chặt giấy dầu và kèm vô số thùng đạn lần lượt chất đống trên bờ. Dễ đến 2 GMC mới quân hết. Nè. Ôi, qua đây, kia lên đây. Mau lên. Đúng rồi, đi. Trung úy Phước có mặt ngay khi anh em còn đang ngụp lặng, rồi tiểu đoàn phó Bảo, rồi tiểu đoàn trưởng Nhã và đại tá Nam lữ đoàn trưởng cùng cố vấn cũng có mặt, vây quanh núi vũ khí vừa moi lên bờ. Quá thật là may nên vô ý không quan sát thấy cái đầu nhô lên mặt nước của hộp đạn 122 ly, thì giờ này trung đội tôi chắc phải còn đang lục soát ở mãi mục tiêu xa, và nhất định cũng từ hầm vũ khí này. Hàng đêm tiếng hỏa tiễn 122 sẽ tiếp tục rơi vào thành phố. Quả nhiên sau đó, người dân thành phố không phải hoảng hốt choàng tỉnh trong đêm. Tôi đứng nghiêm trả lời đại tá Nam lữ đoàn trưởng. Trình đại tá, chiều qua thiếu tá Bảo, tiểu đoàn phó nghi ngờ quanh đây có vũ khí và đạn dược địch trong giống, đã ra lệnh cho đại đội 93 lục soát hôm nay, và may mắn trung đội 1 của tôi đã lục soát đúng tọa độ này. Sáng mai thiếu úy lên bộ chỉ huy lữ đoàn gắn huy chương cùng với một số quân nhân có công. Thiếu tá Bảo mỉm cười với trung úy Phước cũng đang há miệng cười. Tiểu đoàn sau đó được lệnh về nghỉ chỉnh trang tại hậu cứ, sửa soạn cho cuộc hành quân mới. Tại hậu cứ một đêm đến phiên trực tôi ngủ tại phòng trực tiểu đoàn nằm ngay cổng chính. Buổi sáng sớm thì sẽ cùng với một tiểu đội quân phục chỉnh tề cộng người lính kèn đón tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thế Nhã vào doanh trại. Nghe người lính gác cổng ngoái đầu báo tin thiếu tá tới, cùng lúc chiếc xe jeep đã đến sát cổng, tôi hô nghiêm. Một hôm tôi tò mò hỏi thiếu tá Bảo tiểu đoàn phó. Sao sáng nào thiếu tá tiểu đoàn trưởng cũng từ nhà vào doanh trại mà phải dàn chào với càng uy nghi quá vậy thiếu tá? Tay mà lị, mỗi binh chủng có một truyền thống riêng. Nhưng đâu phải lễ lạc gì mà hàng sáng ông ấy cũng vào doanh trại. Thì tao giải thích rồi. Tại mày chưa biết lúc trước đại đội trưởng vào doanh trại đại đội còn phải thổi kèn, đón, huống hồ tiểu đoàn trưởng. Nhưng mà, ê, cái vụ ấy á, bỏ lâu rồi. Tôi tin chuyện đó có thật, vì thiếu tá Bảo đâu có nỡ nói dối tôi làm gì. Ghê thật. Chả trách đó cũng là một điều cho đơn vị có kỷ luật cao cũng phải. Đầu năm 69 thì tiểu đoàn rời hậu cứ bằng GMC trực chỉ Tây Ninh. Từ đó trực thăng vận vào vùng suốt nửa năm đầu lùng sục mật khu địch mở đầu từ ven nen, với những rừng cao su thăm thẳm, rồi lông vàng, rồi bời lời, rồi bến gò nổi. Tiểu đoàn gặt hái được nhiều chiến tích, nhưng bù lại thì thiệt hại cũng đáng kể. Có những trận đánh suốt ngày suốt đêm mãi hôm sau mới giải tỏa được để thu dọn chiến trường. Xác những người lính lúc thu nhặt đã bị tiếng bù kiếm trên những vết máu chảy khô đen. Trên tay mặt mày đã bị đục khoét lỗ chỗ, nên phải phủi
phải vũ thật sạch mới gói Ponso được. Những người lính tử thương, thân xác cũng không yên với lũ chiến rừng. Một lần giải tỏa áp lực địch vây hãm trại biệt kích Bến Sỏi, chủ đoàn trực thăng vận xuống giữa trưa. Trung úy Phước dẫn 3 trung đội xuyên 3 mũi hướng trái, trại Bến Sỏi giao chiến suốt từ trưa đến gần nửa đêm. Hỏa châu soi sáng cả vùng xen lẫn bên dưới từng đụn lửa cháy, những cây sừng hắt sáng. Giải tỏa đến sát chân trại, địch đã thưa, tiếng súng áp đảo, nhưng những tràng Thượng Liên và AK vẫn còn chống trả, khiến đại đội chưa dọn sạch hoàn toàn phần trách nhiệm. Trung úy Phước sốt ruột gọi tôi và trung úy Quý, trung đội trưởng trung đội 2 đến bên ra lệnh: hay anh dẫn con cái chiếm từng hầm bằng lựu đạn và phải nhanh chóng diệt nốt những đứa con kháng cự. Phải làm tôi thật nhanh để còn nghỉ. Trung đội 1 có anh Bảo bên trái. Rõ. Trung đội 2 có Quý bên phải. Rõ. Nhận lệnh xong, hai trung đội dàn hàng ngang và từng tràng M16, từng quả lựu đạn nhắm ngay miệng hầm nổ vang trong đêm, kéo theo những tiếng rú thảm thiết. Những người lính dù đang sắp dọn sạch bãi chiến trường, bỗng dưới ánh hỏa châu và ánh lửa, một bóng người cao to chạy về hướng chúng tôi miệng thét lớn: "Ơi, tôi xin hàng, tôi xin hàng!" Bóng đen chạy quá nhanh, xông thẳng đến trên tay còn cầm cây AK-47 bắn gấp, và một loạt súng M16 nổ giòn khiến tên địch ngã đổ xuống. Trung sĩ nhất 8 trung đội phó trong căng thẳng chiến trận suốt từ buổi trưa đổ quân đã không giữ được bình tĩnh và đã nổ súng. Trung úy Phước văn tục: "Mẹ nó đầu hàng sao mày còn bắn hả?" Tại tôi thấy nó không có đưa súng lên đầu. Tổ cha mày chỉ giỏi bắn bậy, mày ra lục soát coi nó có tài liệu gì hay không. Phải kia để nó sống khai thác thì có hay hơn hay không? Dạ, chứ tôi đâu có biết đâu. Thằng giặc chỉ có một mảnh giấy chức vụ là thượng sĩ, trung đội trưởng và tên là Nguyễn Xuân. Chiến lược phẩm lần này chắc phải là bộn. Đại đội vừa định thu gom, bỗng có lệnh rút ngay để đi tiếp cứu tiểu đoàn 8, vừa bị địch độn thổ phục kích khi vừa nhảy trực thăng vận xuống bãi Lao Sậy. Đại đội 93 theo lệnh anh Phước lại tức khắc ba lô lên vai cùng tiểu đoàn di chuyển, lội bộ suốt đêm không quản ngại địch hai bên bờ rừng phục kích. Vượt sông vượt suối mãi cho đến khi trời vừa hừng sáng mới tới nơi. Tiểu đoàn 8 dù đã rút và cả Việt Cộng cũng đã rút sạch. Trong khu Lao Sậy còn rải rác mũ sắt thủng lỗ, những thùng đại liên M60 vương vãi cùng vài cây súng đã gãy, đã bể vì trúng đạn, xen lẫn những chiếc mũ cối và vũ khí địch hư hỏng vương vãi. Suốt một ngày đêm, tiểu đoàn 9 dù đã làm hai công việc giải tỏa áp lực địch vây hãm trại biệt kích Bến Sỏi và đi tiếp viện tiểu đoàn 8. Trong lúc các đại đội đều bị thiệt hại quân số để bù lại, chẳng kịp thu gom chiến lợi phẩm nào đáng kể, lúc mà địch quân nằm chết la liệt và vũ khí thì vương đầy trên tuyến, quân bạn đến chỉ việc lượm lên như lượm củi, tiểu đoàn 9 chẳng được cái giải gì, đúng là số con rệp. Nghỉ một ngày trong rừng, toàn tiểu đoàn được trực thăng vận đến sát rồi lội bộ vào vùng đất Long Hoa. Đây là lần thứ nhì tiểu đoàn 9 đến vùng đất này để giải tỏa áp lực địch đang vây hãm. Đại đội 93 và hầu như các cánh quân khác đều chạm địch lai rai suốt buổi chiều, cho mãi tới khi trời vừa sập tối mới quét sạch địch chạy sâu vào khu đồng ruộng. Nhưng 7:30 đêm, chính đại đội 93 bị địch dùng quả lực mạnh đan lưới chặn đứng ngay bìa tre làng. Sau một thời gian cò cưa, trung úy Phước nóng ruột ra lệnh: "Thằng 2, thằng 3, yểm trợ đi thằng 1, dàn hàng ngang băng qua bãi ruộng, chiếm ngay cái mục tiêu trước mặt." "Dạ." Trung úy Phước gọi tôi: "Đích thân 1, trước khi bắt đầu anh nhớ báo cho tôi nghe rõ, biết chưa?" "Dạ." Trung đội 1 của tôi đã dàn hàng ngang ngay dưới bờ mương ngập nước. Tôi quan sát dưới ánh hỏa châu lập lờ, khoảng cách phải chạy thục mạng hơn 100 thước, hoàn toàn trống để mục tiêu phải chiếm. Trong lúc hỏa lực địch vẫn nổ rang kèm những ánh đạn lửa vẽ văng vịnh trong đêm, tôi lập cặp châm đứa thuốc quân tiếp vụ, nhăn nheo nghĩ bụng: "Chúng nó bắn Thượng Liên như mưa rào, không biết ai trong số non 20 người của trung đội 1 vào nổi đến mục tiêu. Biết trước như vậy sẽ rất nhiều thành bia thịt sống, nhưng lệnh anh Phước đã ra thì phải thi hành." Mới rít được vài hơi thuốc đã tắt ngỏm vì ướt, tôi tiếp rẽ 4 mũ thuốc còn lại trên bờ ruộng cùng ra miệng truyền lệnh: "Tất cả bờ lên bờ nằm sẵn sàng. Đó khi mà hay nghe xung phong thì chạy ra chưa bên kia, chúng ta phải chạy ra thành ba tác xã chúng chở trên đầu." Mọi người cúi khom sát bờ ruộng, dường như ai cũng một chân co một chân duỗi để lấy trớn.